đây là cách tôi dùng để không còn nhút nhát khi nói chuyện với gái tôi cũng đã từng rất nhút nhát khi nói chuyện với gái trước khi tìm được một phương pháp mà theo tôi là tương đối phù hợp với nhiều người nhát gái là chuyện không của riêng ai bất kể các ông có sỏi đến đâu thì khi đứng trước mặt một vài cô nàng vẫn khớp như thường mong rằng sau bài viết này thì số lượng đàn ông nhút nhát khi nói chuyện với gái sẽ giảm đi một chút tất nhiên còn tùy thuộc nhiều vào cách áp dụng của anh em nữa Luôn chuẩn bị vài mẫu câu bắt chuyện nhất định đó là cách triệt đề nhất để đảm bảo rằng các ông sẽ không bỏ qua cơ hội tán tình nào dù là nhỏ nhất. Bắt chuyện với gái sẽ mở ra những cơ hội tán tình tuyệt vời, đồng thời nếu anh em nào làm mượt khâu này thì những bước sau sự nhút nhát cũng sẽ giảm thiểu đi đáng kể, nên nhớ một điều. Đàn ông dù có tán gái giỏi đến đâu thì cứ vẫn luôn cần cho mình một cái cớ để bắt chuyện, đó không phải là lưu ý, đó là nguyên tắc đừng quá chú trọng lời hay ý đẹp hãy để ý đến cử chỉ tay chân vì đó chính xác là những thứ khiến anh em lộ mặt chuột lòi ra cái đuôi nhút nhát trước mặt con gái của mình kiểu anh em nói hay nói đẹp nói sang mồm đến mức nào mà tay chân cứ lọng cọng luống cuống tít cả lên thì cũng nát cô ấy cứ nhìn vào đó rồi đánh giá mình thôi những cử chỉ cơ thể cho chúng ta một nền tảng rất tốt để không còn nhát gái anh em nào chưa hình dung thì đọc thêm bài dưới đây sẽ rõ về phần cần nói những gì và sẽ nói như thế nào thì chúng ta sẽ bàn sau nhưng trước hết cứ đi đứng sau cho chuẩn đàn ông hiện đại cái đã đừng quá chủ động rất có thể cô ấy đang muốn làm chủ cuộc trò chuyện này chuyện đó rất có khả năng xảy ra nhất là khi anh em gặp được một cô gái sôi nổi và tích cực trong việc kết bạn cứ hãy cho cô ấy và bản thân không gian để thể hiện thái độ tiếp cận cuộc trò chuyện trước khi quyết định có nên tấn công hay không đây cũng là lúc các ông có thể làm quen với không khí của cuộc trao đổi từ đó cũng trở nên tự tin hơn ít nhiều nếu cô ấy cứ dùng rằng thụ động mãi thì xem như nàng trao cờ vào tay mình rồi phất đến lúc đó thì việc phải nói với nàng những nội dung nào sẽ trở nên quan trọng hơn rất nhiều cô ấy không đẹp như chúng ta vẫn tưởng hơi phũ nhưng thật sự là vậy thông thường khi đã nói chuyện trực tiếp được tầm vài phút anh em sẽ nhận ra cô nàng thật sự không lung linh như ấn tượng ban đầu khi chúng ta quyết định tiếp cận Bất chấp việc này đôi lúc khiến anh em hụt hẫng, nhưng bù lại đây lại là một trong những cơ sở để các ông cảm thấy bớt nhút nhát trước mặt con gái đi rất nhiều. Chìa khóa của việc này nằm ở chỗ anh em phải duy trì thời lượng của cuộc trò chuyện đến một mức độ tương đối trước khi cả hai đều đã bắt đầu làm quen với việc đứng đối diện nhau. Như tôi đã nói trong một số bài viết trước, chúng ta cần đâu đó 20 phút, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một cô gái. Và việc bắt chuyện với họ cũng không phải là dấu hiệu của biến thái hay vi phạm pháp luật cần gì phải ngại ngùng hả anh em.